ở đây thì những cái ổ bởi vì khách đông cho nên là đã làm sẵn hết rồi, sẵn hết rồi. Không. Chị là như thế nào với này? Con hả? Con của anh Dũng. Ủa con kia bé kia là nhỏ là con của chị. Dạ. Bé nhỏ. Dạ dạ. À, 10.000. Nhìn rất là phong cách luôn. À dạ xin chào cả nhà, hôm nay thì mình ghé ở đường ở thành phố Cần Thơ để chia sẻ một người xe bánh mì rất là độc đáo luôn. À, ngày bán 1.000 ổ, đây có giá 10.000 ổ mọi người ơi. Nhìn bánh mì để rất là đẹp luôn. À, bánh mì heo quay. Đó. À, đặc biệt anh là anh sưu tập những bộ đồ đồ lính. À, đồ lính mà sưu tập rất là nhiều bộ đồ khác nhau. Mỗi ngày mỗi bộ đồ khác nhau. Đó. Đặc biệt là bán bánh mì nhưng mà nhìn cái tay đeo cái lượng nhẫn là biết rồi là đó, thấy không vàng đúng rồi, bộ này dễ luôn. Ồ, anh nào có khách không? Để anh bán hàng rồi có gì mình trò chuyện sau mọi người. Nhìn cái cách mà sắp bánh mì là khác cái địa chỗ khác rồi đó. Đây cái số là 701 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nhóm của mình đi một nhóm luôn. Bánh mì xếp vậy ha. Rồi chắc lượng cho ngủ đây chú ơi. Anh này bán được 1.000. Anh làm sao đi xếp đây này, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ chú có khách cho nên là không thể mà tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và cái chú mọi người đây là xe bánh mì của anh Dũng, mà dân Cần Thơ biết đến là anh Dũng là có một cái phong cách rất là đặc biệt, bán bánh mì nhưng mà đi xe mô tô. Hôm nay là anh mang chiếc xe mô tô ra luôn hả? Bữa nào nó mua lại với anh. Bánh mì hiện giờ là bao nhiêu một ổ anh Dũng? 10.000. Bánh mì thịt 10.000 ha. Để em đưa em lấy cho. Anh ơi, chuẩn bị của anh nha. Cái giá 10.000 khá là bình dân cho nên là một ngày bán 1.000 ổ là chuyện hết sức bình thường. Anh Dũng, bữa nay cái bộ này là của bên lực lượng nào đấy? Của Mỹ à? Của Mỹ đúng không ạ? Dạ, không biết đây là bộ lực lượng lấy cái gì ta? Cho lấy gì cũng được. Lấy đi. Yeah. Lính bánh mì. Thì các bạn lính thủy đánh bộ mà đang bán bánh mì ở tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ nha. Anh ơi, chiếc đồng hồ gì đấy nhìn đã quá. Vàng hết hả? Anh xin cho. Anh xin vô. Quá hai chiếc ngoài. Nhìn anh đeo cái sợi dây chuyền cũng khác người luôn. Bây giờ người cười nếu mà để ý cái sợi dây chuyền. Anh vậy là mấy giờ là bắt đầu xe bánh mì mình bán anh? 2 giờ anh ra, 2 giờ dọn. Bán tới mấy giờ mình nghỉ? Bán tới 1-2 giờ nhiều khi ngồi hết rồi, ngồi chơi tới sáng luôn. Em thích cái mũ quá, cho em mượn cái mũ một cái em đội. Vậy cho em mượn mũ em đội cái được không? Phong độ đâu anh ạ? Gì nhỉ, anh phong độ chứ bộ. Thấy ra thì phong cách ảnh nhìn rất là không, nhưng mà cái mái tóc của ảnh để nó đội cái nón nó hợp. Mà nhìn anh ở bồng bềnh chúng tài tử quá. Anh chúng bao nhiêu rồi? Có làm nhiều. Anh thấy thấy trẻ lắm. Anh cũng sẽ hơn lớn tuổi rồi đấy. Nhưng mà cái nhìn cái tướng này là còn trẻ lâu nên rất là khó đoán tuổi phải không? Đấy. Ba cái này. Mà sao sao đây?
Anh quẹt Zippo đúng không? Anh giới thiệu cho mà phụ kiện trên người anh thử có những cái gì? Anh giới thiệu cho tụi em thử là trên người anh là có những cái phụ kiện gì á? Cái xe bánh mì rất là đặc biệt luôn. Bên hông là cái gì? Bên hông là cái gì? Kiến. Mắt kiến. Rồi bên này. Súng. Súng. Điện thoại, cái Zippo với lại Anh Dũng, em thấy là anh có rất là nhiều bộ đồ như thế này, thì làm sao anh để sưu tập được những bộ đồ mà mỗi ngày như vậy anh mặc một bộ khác nhau? Thì có nhiều lắm, anh nhiều khi một thứ cũng hai ba bộ cũng có, nó theo cấp bậc, nó là đủ thứ. Vì sao anh lại thích mặc những cái bộ đồ lính ở các quốc gia? Phải thích mặc vậy à? Thích mặc vậy à? Cái đi ngang qua bánh mì rồi thấy phong cách lạ, cái người ta họ tò mò, họ muốn chụp hình chung với anh không? Có nhiều lắm. Hồi xưa anh có đi lính gì không? Không, anh đi bánh mì rồi. Nhưng mà đam mê đồ lính. Hay ha. Bánh mì là anh Dũng ảnh làm sẵn hết như thế này nè, rồi anh sử dụng nguyên liệu đó là thịt khi à? Mình thì tò mò cây khác, không phải bộ đồ lính mà anh, cái dây chuyền anh là hết là bao nhiêu cái. Cái dây chuyền khủng khiếp quá. Cho anh xem thử cận cảnh thử cái dây chuyền thử. Anh coi để cho mọi người coi hết cái dây chuyền của anh là cái mặt là đà loại đá gì anh? Cẩm thạch. Đá cẩm thạch. Cái xung quanh là đính hậu của anh. Rồi chắc cũng phải hai cây vàng không? Kể gì? Cái này sao hai cái? Này còn mấy cái ta? anh tiết lộ bí mật mình xíu đây anh. Vòng tay cũng đeo cẩm thạch nè, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 cái nhẫn, một cái lắc nữa. Bán vậy khi nào nó rớt hột ra không? Khi nào rớt hột không? Không biết không, mấy cái. Có cái nào mà nó cũng rớt hết luôn này. Nếu mà đi uống bia mà rớt hết luôn hả? Không. Rớt hết giờ đánh sao? Em khá là thích thú cái xe mô tô anh chạy được một vòng em xem được không? Chạy xuống cái hẻm chạy lên nữa. Dạ. Anh nổ máy cho em nghe thử tiếng máy vô đi. Anh chạy một vòng thử ha. Anh có máy trước anh. Có máy trước hả? Đây chẳng có xem là anh Dũng nè. Bánh mì nhưng mà chạy mô tô nè. Cái phong cách và cái style của anh là rất là chỉ là lạ và hấp dẫn ha. Đôi khi những người họ ở đây cái xe bánh mì đây mọi người ơi. Bánh mì anh bán có 1.000 cổ vậy thì sang nói rồi chạy cái mô tô nè. Sang nói nhiêu đâu. Nhưng mà em chia sẻ nha, anh bán bánh mì mà anh bỏ đầu tư rất là nhiều tiền vào việc mua quần áo rồi chơi mô tô như vậy thì bà xã có la không? Ở đâu nói vậy? Quấn rồi. Quấn đâu có la liếc kìa. Quấn rồi. Cái đam mê mà sưu tầm những đồ lính này rồi mấy cái thì anh thích là bao nhiêu năm vậy, như từ nhỏ là anh nhiều năm rồi anh mặc mới chừng mới mặc sáng này có chừng chục năm nay hơn thôi hơn chục năm nay thôi và tổng cộng hiện giờ ở nhà anh là có bao nhiêu bộ? Trong ngoài hơn 100 bộ. Hơn 100 bộ. Anh nước chân là bộ mà anh mua mắc nhất là bao nhiêu tiền không? Thì theo triệu mấy rồi bao triệu cũng không chừng. Ồ dữ vậy ha. Vậy là 10 bộ là 30 đi, 100 bộ thì cũng phải 200-300 triệu. Tiền quần áo. Tính ra cái quần áo của anh không là tiền, không là tiền hết chứ, giỡn đâu. Có khi nào ai thấy thích bộ đồ quá xin mua lại của anh không? Đó, lại như đồ bự mà không vừa. Như tướng nhỏ nhỏ con như mấy em mặc đâu giờ thích mà mặc không có vừa. Bởi vì đồ lính nó đặc tù đó là đồ lớn, đồ bự không ạ. Cái size của nó rất là lớn. Nó không có vừa.
Anh em thấy cái ổ bánh mì thịt cũng khá là ấy mà khá là ngon mà nhiều nhân, mà sao anh bây giờ vẫn còn bán cái giá 10.000? À, cái đó bán lâu chưa? Cái giá 10.000 à? Lâu lắm rồi. Từ lúc anh bán tới giờ là 10.000 không. Nhưng mà em thấy mấy đứa sinh viên kêu sao chú Dũng không lên giá thì nó thôi lên gì bán 50 lên gì lên 50. Nói chứ mấy đứa kêu lên hoài mà nó thôi không lên. Đứa nào có tiền thì ăn 10.000, 15, 20 giá tùy theo mình bán phải không? Nhầm đứa nó không có tiền thì sao? Nhiều khi nó mua ổ bánh mì thì hai ổ mình không nữa. Đây ngày nào mình cũng bán hay sao anh? Ngày nào mình cũng bán hay sao? Ngày nào mình cũng bán. Nghĩa là ngày nào cũng một bộ đồ hết. Có khi nào mặc trùng không? Có khi nào anh mặc trùng không? Tại vì anh đã hơn 100 bộ thì mỗi năm chị mặc trùng được 3 lần như mấy? Cũng có trùng thì làm biến rồi mà thôi. Vậy là có một phòng riêng để đựng quần áo? Đâu có phòng đâu. Giờ là chơi quán xào không chứ đâu có chỗ đâu chứa, tủ nào chứa cho nói. Mấy đồ này nặng lắm làm xào không à. Hơn cả trăm bộ thì lấy ra mà thùng đó, chơi xào theo. Cái này em nuôi nhỏ nha, em thấy anh mặc đồ lính nè, rồi phong cách nè, khá là anh tử. Rồi có khi nào khách tới mua xong rồi khách nữa để ý anh không? Khách cũng có chụp hình ngoài vậy, rồi nước ngoài về cũng có xin chụp hình rồi nè. Dạ. Anh này cũng lại xuống đây chơi ghé chụp hình rồi. Và đặc biệt là thấy là bánh mì của anh là làm sẵn hết à, khách vô là chan nước. Đúng rồi. Chan thêm nước sốt là được. Cái lại mua lần mấy trăm nữa. Mua lần 200 mấy. Đây coi cái những cái bộ đồ rất là phong cách của anh Dũng ha. Chủ xe bánh mì 10.000 ở thành phố Cần Thơ. Mang gì bốt nè? Quần Ninh Kiều ha. Đây cái xe bánh mì của anh Dũng đây. Đây mình vô gần để mọi người thấy được cái xe bánh mì. Nói chung là 10.000, đây là những cái ổ 10.000 anh làm sẵn hết rồi. Đây mọi người. Đó, một ông chủ bánh mì rất là style. Đây một ổ bánh mì anh giới thiệu để mọi người biết một ổ bánh mì. Trong nhân nó có gì? Anh giới thiệu giúp em đây. Anh làm cho em một ổ mới đi để cho mọi người thấy là một ổ mới của anh là gồm những cái gì nha. Rồi ok anh phiền anh Dũng anh làm một cái ổ để mình quay thử là ổ bánh mì 10.000 của anh Dũng bán là như thế nào. Cũng giống với bánh mì mini đấy. Cũng là bắp cải ha. Ở dưới đây cái đặc biệt là bánh mì là có bắp cải với lại vậy đó. Nhân bắp cải. Trên Sài Gòn thì không thấy cái điểm này. Cái thịt đó là thịt gì vậy anh Dũng? Em quay phải không? Anh lúc này xè luôn rồi chứ không quay nữa. Thì giờ không hả? Giờ em thấy trên xe là để heo quay. Lúc trước là có quay, lúc này là xè đúng rồi. Dạ. Chứ quay mà chặt miếng bự quá bán 10.000 ba bán không nổi. Dạ. Bắp cải, dưa leo và thịt kia. Lần đầu tiên thấy ông chủ bán bánh mì mà đại gia vậy nè. Đi mô tô đeo vàng mặc đồ lính, bộ sưu tập gần 300 triệu. Đeo cái đấy. Đeo một cái dây chuyền khủng luôn rồi. Mình không biết đoán là bao nhiêu nhưng mà chắc là cũng rất là nhiều cái, không biết là bao nhiêu cả. Đây người ta sẽ làm sẵn bởi vì khách ra đây khi giờ cao điểm tập trung rất là đông. Có một cái đặc biệt đó, thì người ta thích là bánh mì. Bánh mì đặc biệt là nó luôn luôn giòn, hơi lửa, nó giòn và thứ hai nữa nước sốt nó nóng lắm, khi ăn cảm giác nó khá là ngon. Chút nữa mà ăn tại chỗ khổ cho mọi người xem. Cần Thơ thì về đêm rất là nhiều xe bánh mì, thậm chí có bánh mì bán xuyên đêm luôn. Nhưng mà nghe mọi người đồn với nhau là bánh mì của anh Dũng là bán khá là tốc hành. Bán từ lúc chiều cho khoảng 8-9 giờ tối là hết rồi. Mười điệu. Mười điệu.
phải đẹp như ông giờ mới được, sao sáu là không chịu đó. Phải xài tay như ông mới được. Bán bánh mì nè, bánh bánh mì mà phong cách đại gia ha. À, đúng. Rất là xài tay. Ồ, mọi người cái cách mà đeo vàng cũng như là con gái xinh đẹp kia là con gái anh Dũng hả? À. Có chồng chưa? Có cháu ngoại đó. Có cháu ngoại đó. Vậy vậy tưởng chưa có đây. Để Phong đến đây phụ bán bánh mì. Wow, ngon hấp dẫn quá. Ồ, đây là một ổ này. Đây, để cho mọi người thấy được một ổ bánh mì như thế nào ha. Đây, tạm đi. Còn nóng còn giòn nữa ha. Bánh mì thích nhất là cái nó nóng giòn rồi ăn tại chỗ thì cực kỳ ngon nha mọi người. Đây là để xuống đây anh Dũng. Thêm hai bánh mì canh. Đúng. Hai bánh mì canh Dũng nha. Đây, sao? Cái nước sốt này là chắc là được phẩm từ thịt đó. Thịt kia. Ừ. Có nghĩa là anh Dũng nói là bây giờ anh chỉ bán thịt kia thôi, chứ anh không bán heo quay nữa. Bởi vì 10.000 mà bán heo quay á thì vài bữa anh cũng lăn quay luôn, chứ anh không chịu nổi cái giá đó. Đúng rồi. Thật sự thì mình khá là sợ cái việc đó là đồ ăn nó quá ngọt. Vì mình quen khẩu vị nó rất ngọt rồi. Nhưng mà bánh mì ở đây thì không có ngọt mà nó khá tầm vị. Ok. Đến đây mình phụ anh bán luôn rồi. Ủa anh Dũng bán luôn. Nghe anh Dũng thì cũng lâu rồi nhưng mà bữa nay mới có cơ hội gặp. Rất là xà tay luôn. Nói chung là xà tay này là không đụng hàng ha. Đấy, khách liên tục ngon không? À, khách liên tục luôn. Cái này khen thiệt nha. Ồ, ủa. Thật ra chưa nói cái chuyện là cái ngon nhưng mà cái vỏ nó giòn là được à ha. Chính xác, bánh mì là phải vậy đó. Bánh mì là phải nóng giòn là nó rất là ngon và hấp dẫn. Còn thật ra những cái bánh mì á nó nguội quá ăn nó cũng mất cái độ ngon của nó đi. Nó lúc nào cũng có nóng. Dạ có nghĩa là mình có cái lò nướng ha. Có mình là có. Lúc nào mình cũng để bánh mì lên đây, lúc nào cũng giữ được cái độ nó. Để đây là bởi vì sao? Nó là cái bếp bếp than luôn giữ được cái độ giòn. Đúng rồi. Và mình làm sẵn như vậy đấy là vừa có khách đến anh nhập. Bán thứ nhất là vừa nhanh vừa làm sẵn giòn nữa, chỉ cần rưới nước sốt vô là được. Ok ha, bánh mì ok ha. Cái bánh mì á, ở phần cuối nó nước nó thấm xuống nó ngọt ngon. Ừ. Có nghĩa là nước sốt nó thấm với bánh mì á. Tới bây giờ là giờ cao điểm rồi, thấy anh Dũng bán liên tục thôi. Nhất nữa đó hả? Bán nhất là bán đông hay là bán sao ạ? Ôi, ok, đi rồi, anh qua đây vô luôn. Vẫn anh em à. À, đây à, trên bên giới thiệt. Trên bên giới thiệt. Nếu như mà không làm sẵn như vậy á, thì có khi làm không kịp luôn á. Bán không kịp. Không kịp. Phải làm sẵn. Làm sẵn và nướng sẵn. À, như thế nó mới kịp được. Nướng này 30. Anh chỉ làm xong rồi á. Điều đặc biệt ở đây á, cái xe bánh mì anh gắn thêm một cái camera. Đó, thấy chưa? Có wifi di động luôn. Đó, mới khủng khiếp không? Xe bánh mì á, bây giờ người ta đầu tư khủng khiếp vậy đó. Thấy mọi người không? À, có wifi luôn á. Có wifi miễn phí để ăn bánh mì luôn nha. Đó, có cục wifi nè. Ở đây, mọi người. Đó, có cục wifi phía trên nè. Ở đây là chưa có mã quét thành rồi. Thôi. Có camera luôn nha. À, có camera. Không cây. Cây không cây là khác nhau cái gì ta? Ớt. Bỏ thêm ớt. Ớt rồi. Nhưng mà em để ý thấy là đây mọi người ít cho tương ớt nha nhỉ? Sài Gòn mọi người hay cho tương ớt. Có tương ớt mà ớt. Dạ. Có nghĩa là họ ăn ớt thôi, ớt ớt tươi thôi, không ăn tương ớt. Sài Gòn hay cho tương ớt và xong cho ớt luôn. Còn ở đây thì thấy khác khác một chút nha mọi người. Chắc là mình thích một cái nữa là cái việc mà vui tính theo cái cách của người miền Tây rất là gần gũi với thực khách. Bán rất anh Dũng cho em xin lại cái địa chỉ nhà mình đi, chỗ điểm mình bán á. Thì hẻm lò mổ, đường Nguyễn Cừ, hẻm lò mổ, cầu Sông 2. Dạ.
hẻm La Mổ, đường Nguyễn Văn Cừ, ngay chân cầu Rạch Ngõng 2. Đúng rồi. Dạ. Địa chỉ là 701 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Đúng rồi. Khu phố 2 phường An Khánh. Rồi, thôi thì cũng có tác dụng bán đất, mọi người có đến Cần Thơ thì ghé ăn bánh mì lúc 5 giờ chiều đổ đi. 3 giờ chiều. 3 giờ là bán rồi. Có một cái chi tiết rất là buồn mà anh Dũng mình chưa chia sẻ là anh bộ trang sức của anh hết là bao nhiêu cây vàng, để mọi người nếu mà biết được thì rất là hay lắm. Bởi vì sao ấy, anh em mua là cái này là có 10 triệu thôi, nhưng mà anh ấy bảo với vợ anh là làm giấy tờ đó là 50 triệu cơ. Không có đó, phải người, 50 triệu là bởi, khác bởi vì biết sao, bởi vì là bán cái ổ bánh mì có 10.000 thôi, nhưng mà anh chạy xe mô tô và anh đeo rất là nhiều vàng, mà cái phong cách style của anh rất là hay nữa. Rất là đặc biệt mà. Ở phía trước mọi người, đây là xe bánh mì của anh Dũng ngay tại địa chỉ 701 đường Nguyễn Văn Cừ, ở thuộc quận Ninh Kiều đúng không ạ? Đúng rồi. Phía trước mọi người, đây là xe bánh mì của anh Dũng bán giá 10.000 đồng một ổ ngay tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và mọi người thấy phong cách anh Dũng xe bánh mì xếp đẹp ha. Rồi anh em này đi đi. Rồi anh Dũng cho em chụp tấm hình nha. Anh cầm cái bánh mì lên được.